Càn Viên nghe tình. 18 năm trước Tiết phủ. Nhà họ Tiết gặp sự cố hỏa hoạn cả nhà chết trong biển lửa. Gia đình ba người và người hầu không ai may mắn sống sót. Tập 1. 18 năm sau, Chu phủ. Mời, xin chào. Mời vào. Mời vào trong. Mình à, phải làm sao đây? Tiệc đính hôn của quan văn sắp bắt đầu rồi. Ông nói gì đi. Ông chủ, bà chủ, tôi tìm khắp nơi mà vẫn chưa thấy cậu chủ. Tới qua Mãn Lâu tìm trước. Qua Quan Mãn Lâu chưa ạ? Thế cậu mau đi tìm đi. Hình như cô ấy vào trong rồi. Ai thế? Lâm Bảo Nhi, con gái phú thương Nam Dương. Là cô ấy. Đâu rồi? Hình như vào trong rồi. Mở cửa. Kẻ nào đang làm mộng bên ngoài? Quay ra việc tốt của cậu đây. Anh còn nhìn nữa à? Xin lỗi cậu, xin lỗi, xin lỗi. Quay đây rồi. Đi. Cảm ơn nhé. Chưa gì đã định đi luôn à? Tôi đã nói cảm ơn rồi mà. Sao anh còn quấn lấy tôi nữa? Ít ra cũng phải để tôi biết ai nợ ơn tôi chứ. Tôi tên Lâm Bảo Nhi. Cảm ơn anh đã giúp. Có duyên sẽ gặp lại. Cô Bảo Nhi, nếu đã tới Hoa Mãn Lâu này thì không cần phải giả bộ nữa. Cắn câu rồi.
Anh chuông nên luộc thế này, cây lạc không hay lắm gì. Dù gì Bảo Nhi cũng không phải loại con gái dễ dãi. Anh muốn làm chuyện này thì cũng phải xem anh có đủ sức quyến rũ không đã. Cô Lâm có hài lòng không? Nếu không phải hôm nay Bảo Nhi đã có hẹn thì chắc chắn sẽ ở lại trò chuyện với anh Chu. Xem ra nhân vật chính sắp lên sân khấu rồi. Nhìn kìa, ông Chu không hổ là cự phú số 1 ở trấn Liên Hạc chúng ta. Tổ chức tiệc đính hôn của con trai mình đáng quá. Anh ấy sắp cưới Thiên Kim nhà trướng Trưởng Động, đương nhiên phải tổ chức long trọng rồi. Nhưng tới giờ cậu Chu vẫn chưa đến. Tôi thấy anh ấy chẳng muốn thấy cô ta đâu. Không thể nào, đã là cự phú số 1 còn bắt tay với trướng trưởng, sau này cả trấn Liên Hạc này sẽ nằm trong tay nhà anh ấy còn gì. Giờ mà xem cậu Chu có tới. Xem thì xem. Thưa cô, hôm nay là tiệc đính hôn của cậu chủ nhà tôi, không có thiệp mời. Tôi thực sự không kể cho cô vào được. Tôi quên thiệp mời ở nhà rồi. Cho tôi vào trước đi. Không được, xin lỗi, thật sự không được. Mời cô về cho. Mời cô về. Cậu chủ. Cuối cùng cũng tới rồi là. Cậu chủ. Cô Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô quên cái này đúng không? Sao giờ anh mới tới? Em đợi anh lâu lắm rồi đấy. Quả nhiên là cố ý làm rơi thiệp mời ở đó. Cô ta là ai? Sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ? Anh quên rằng anh tới rồi. Mọi người chỉ đợi mỗi anh thôi đấy. Cô ánh này là ai? Thưa cô, mong cô ăn nói cẩn thận. Hôm nay là tiệc đính hôn của tôi. Có tới lời cô nói không? Cô Đậu, cô gái này là khách quý của nhà họ Chu chúng tôi. Cô là con gái của trứng trượng. Nên chú ý lại nói. Vậy anh quan dâm cuối cùng anh vẫn tới rồi này. Xem ra tôi làm phiền hai người rồi. Cô để thiệp mời lại. Không phải vì muốn làm phiền tôi à? Cô Lâm đã ra tay rồi thì đương nhiên tôi phải tiếp chiêu. Cô muốn kéo tôi vào cuộc chỉ bằng chơi một ván lớn đi. Cậu chủ tới rồi. Cậu chủ mà không tới, ông chủ sẽ hỏi tội tôi mất. Đi thôi, chúng ta đi thay lễ phục. Tôi đi một lát. Anh Quang Văn, đợi em với. Cô chủ, xin lỗi, điêu dùng. Cô có làm trâu làm ngựa cả đời cũng không đền mỗi bộ đồ này đâu. Cả cô nữa. Còn á hư hỏng không biết chui từ đâu ra. Cô muốn mấy anh quan văn còn dám lo chuyện bao đồng đúng không?
Cô to gan quá đấy. Ông Chu tới rồi. Tôi rất hân hạnh chào mừng mọi người tới nhà họ Chu hôm nay. Sau đây tôi muốn công bố một tin vui với mọi người. Đó là lễ đính hôn của con trai tôi, Chu Quan Văn. Quan Văn và vợ sắp cưới của nó cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu tới tham dự tiệc đính hôn của tôi, cùng làm chứng cho khoảnh khắc quan trọng nhất đời tôi. Vợ sắp cưới của tôi xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng đáng yêu, vô cùng thông minh. Điều quan trọng nhất là cô ấy có tấm lòng hiệp nghĩa, cô ấy yêu hận rõ ràng. Lấy được cô ấy là phúc ba đời của Chu Quan Văn tôi. Sau đây tôi muốn long trọng giới thiệu với mọi người vợ sắp cưới của tôi, tình yêu cả đời tôi, cô Lâm Bảo Nhi. Không phải cô Đậu sao? Cô Đậu phải làm sao? Lần này cô đã hài lòng chứ? Đừng mà. Nhà họ Tiết gặp sự cố hỏa hoạn, cả nhà chết trong biển lửa. Gia đình ba người và người hầu không ai may mắn sống sót.逃离的深渊，黑暗里的一丝光线。